Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bạn cái đoạn video thứ bảy. Đoạn video thứ bảy này nói về cái gì? Nói về cái cách chúng ta tương tác trên nội dung chia sẻ của người khác. Trong những đoạn video trước á, mình nói là tại sao bạn phải sản xuất ra nội dung và tại sao bạn phải chia sẻ ra cái nội dung đó và bạn chia sẻ ở đâu như thế nào. Thì cái đoạn video này mình sẽ nói với các bạn là cách chúng ta tương tác trên nội dung chia sẻ của người khác, đây là một chiến lược cực kỳ quan trọng nếu các bạn muốn thành công trong việc kinh doanh, và đặc biệt các bạn muốn thành công trong việc kinh doanh online thì các bạn phải làm tốt cái việc này. Chỉ thì một cái câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta phải tương tác trên nội dung chia sẻ của người khác, và cái việc tương tác nội dung trên chia sẻ của người khác đó là cái gì? Tức là nó có hai cái ý chính đó. Và cái ý thứ nhất bây giờ mình muốn gửi đến các bạn đó là vậy tương tác trên nội dung của người khác là gì? Các bạn hình dung cái điều này. Thứ nhất, ai cũng muốn người khác đọc nội dung của mình. Bây giờ bạn có chia sẻ một cái bài gì đó trên cái đoạn YouTube này. Hoặc là bạn có chia sẻ một cái bài gì đó trên Facebook. Hoặc là bạn muốn chia sẻ một cái gì đó ok không ạ? Trên một cái quyển sách, thì một điều chắc chắn rằng bạn muốn người khác quan tâm đến mình, quan tâm tới cái quyển sách của mình, quan tâm tới bài viết của mình, tức là xem cái lượt xem hàng ngày bạn mới vào, bạn mới xem cái lượt xem, bạn xem cái lượt tương tác, bạn muốn à? Chắc chắn là muốn, ai cũng muốn hết, cái đó là cái điều tâm lý. Bởi vì mình chia sẻ thì mình muốn có người khác đọc. Cái thứ hai là nó như thế nào khi người ta chia sẻ, người ta đọc á, thì người ta mới có cơ hội là kết nối, giao lưu, tìm hiểu sâu hơn với mình. Tại vì nếu mà người ta chia sẻ mà bạn không đọc, rồi bạn chia sẻ mà không ai đọc, thì điều đó không có nghĩa gì, không có cái gì nó xảy ra trên đời này hết. Giống như mà bạn viết một cái bài rồi bạn bỏ, bạn cất ở trong quyển tập, thì đâu có ai quan tâm đâu. Không ai quan tâm, ai cũng có cái nhu cầu đó hết. Và cái thứ ba là ai họ cũng quan tâm những cái bình luận của bạn viết trên đó. Ai họ cũng quan tâm những cái, nếu mà bạn chia sẻ đi, ai cũng quan tâm cái mà bạn like, tức là bạn để lại những cái dấu tích, những cái bạn muốn nói ở trên cái bài viết của người ta. Có ba yếu tố chính đúng không? Thứ nhất là ai cũng muốn quan tâm cái nội dung mà họ được chia sẻ. Cái thứ hai, nhờ cái quan tâm đó mà chúng ta có thể giao lưu kết nối sâu hơn. Và cái thứ ba là ai cũng muốn được đọc những cái cảm nghĩ của người khác khi họ nghĩ gì về cái bài viết mà họ đã viết ra. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Nếu mà chúng ta nhận ra điều này thì chúng ta hãy làm tốt cái vấn đề này. Cái tiếp theo nữa là tại sao chúng ta phải tương tác trên nội dung chia sẻ của người khác? Tại sao? Bây giờ mình ví dụ đi. Nếu bạn inbox cho mình một cái nội dung gì đó mà mình nhìn lên trên đó mình như thế nào Mình xóa đi. Thì cái kết quả là gì Mình với bạn không có cơ hội quen biết nhau. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cái người inbox cho bạn đó họ cũng buồn. Họ không biết là bạn có tương tác nó không, bạn có đọc nó không, hoặc là bạn có, họ có làm phiền vì bạn không. Tức là họ có hàng loạt những câu hỏi, và chắc chắn cái mối quan hệ đó là chúng ta sẽ không đi đến được với nhau. Nếu mà mình nhận ai đó một cái email và mình thấy email đó lạ và mình xóa đi, thì điều đó có nghĩa là chúng ta không thể tới được với nhau rồi, tại vì chúng ta không có cơ hội nhau. Và trường hợp thứ hai, nếu bạn nhận một cái inbox của mình mà bạn lập tức bạn trả lời lại được, thì các bạn thấy mình vui mà. Mình vui cũng ngược lại mà làm cái điều này đến cho các bạn. Và khi mình vui thì chúng ta lại nói chuyện với nhau nhiều hơn, chúng ta quan tâm nhau nhiều hơn. Theo thời gian thì chúng ta hiểu nhau. Và khi chúng ta hiểu nhau thì cái việc gì nó xảy ra? Thì lần lần chúng ta trở thành những cái mối quan hệ của nhau. Và khi chúng ta trở thành những mối quan hệ của nhau thì sao thì chúng ta có thể là trở thành thân hơn, và tự nhiên cái quan hệ làm ăn nó xảy ra. Cũng có thể là trước mắt chúng ta không làm ăn gì với nhau đâu,
Nhưng mà chúng ta hiểu về nhau, chúng ta quý về nhau, thì về lâu về dài, tương lai về lâu về dài, chắc chắn chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ, những cái kết nối làm ăn với nhau. Các bạn thấy rồi, chắc chắn. Cái thứ hai là mình muốn gửi đến các bạn, đó là cái thái độ, cái thái độ, cái suy nghĩ, cái tư duy của chúng ta khi chúng ta thấy một cái thông tin của ai đó. Ví dụ khi các bạn trên online trước, khi các bạn nhìn thấy ai đó chia sẻ một cái nội dung gì trên Facebook và bạn dửng dưng bạn bỏ 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 qua, hoặc là bạn thấy email ai đó chia sẻ bạn bỏ qua, hoặc là bạn thấy một cái kênh YouTube bạn chia sẻ bạn bỏ qua, hoặc là bạn thấy gì cái website bạn bỏ bỏ qua, thì các bạn thấy không ạ? Cái đó cũng là cái thái độ, cái cách hành xử của chúng ta thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thay đổi cái thái độ lại. Khi chúng ta thấy một cái nội dung quảng cáo gì đó, dù ai đó họ quảng cáo cũng có thể là do cái góc nhìn của họ, họ rất là quảng cáo, họ chưa xem những đoạn video này nên họ cứ chưa có biết cách chia sẻ nội dung hay. Tuy nhiên cái thái độ của bạn là cái thái độ rất là cầu thị, muốn học hỏi hoặc là muốn làm quen với người đó, thì bạn vẫn cứ comment, bạn vẫn cứ chia sẻ, bạn nói, thì nó như thế nào, nó tự nhiên, đó là cái cơ hội, nó là cơ hội để chúng ta kết nối với nhau. Các bạn hình dung chưa? Nó là một cái lý do, nó cho chúng ta một cái lý do, nó cho chúng ta một cái cớ để chúng ta đến được với nhau. Tại vì nếu mà không có cái đó thì chúng ta không có cái cớ. Hoặc là offline, ai đó giao cho bạn một cái name card, gửi cho bạn một cái nạp, hoặc là gửi cho bạn một cái tờ rơi, hoặc là ở trong một cái hội thảo nào đó mà chúng ta ngồi gần nhau mà chúng ta lại không nói gì về nhau á, thì điều đó là như thế nào? Chúng ta không có cơ hội làm quen biết nhau. Hoặc là chúng ta đi bán hàng thôi, hồi kia mình đi bán nước mắm, hoặc là bây giờ cũng vậy, mình hay cầm cái quyển sách của mình viết, mình đi mình gặp người này mình gặp người kia, mình tặng cho người này người người kia, thì bạn chất cái quyển sách hoặc là bạn chất cái chai nước mắm, nó là cái cớ, nó là một cái lý do để chúng ta biết nhau. Nếu nếu chúng ta không có cái quyển sách, chúng ta không cầm cái quyển sách tới với nhau, hoặc là chúng ta không cầm chai nước mắm để tới chúng ta mời nhau, thì chúng ta không có cái lý do gì để chúng ta tới, để chúng ta gặp, chúng ta biết nhau nhau hết. Nên là bán hàng là một cái cớ để chúng ta biết nhau, marketing là một lý do để chúng ta biết nhau, và khi biết nhau thì chúng ta tận dụng nó để chúng ta xây dựng mối quan hệ với nhau. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Nó rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ các bạn hình dung ra cái vấn đề về chưa? Nghĩa là chúng ta cần phải có một cái chiến lược và chúng ta cần phải có một cái thái độ rất là tuyệt vời khi tiếp nhận thông tin của người khác. Và cái thứ ba mình muốn gửi đến các bạn là mỗi ngày ngoài cái việc mà bạn chia sẻ nội dung của mình cho người khác, thì các bạn còn dành một cái quỹ thời gian rất là quan trọng, là bạn hãy đi tương tác nội dung của người khác chia sẻ, dù người đó bạn chưa biết. Và bạn càng tương tác như vậy thì cái mối quan hệ của bạn nó càng ngày càng lớn, bạn sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ chất lượng cao hơn. Và lần lần như thế nào lần lần chúng ta có những gì vậy? Những cái đối tác, những người bạn thân trong cái cuộc đời đời này, chắc chắn những người thiếu mối quan hệ là những người họ không đi tương tác với người người khác, những người thiếu mối quan hệ là những người không bao giờ chia sẻ cái nội dung của mình, không bao giờ chia sẻ cái kinh nghiệm, không bao giờ chỉ chia sẻ cái kiến thức, không bao giờ chỉ chia sẻ những cái bài học mình đối với người khác, và chúng ta không có lý do để chúng ta quen biết về nhau. Vậy thì qua cái đoạn video này, có lẽ là các bạn nhận nhận ra là ngoài cái việc mà chúng ta làm cho chính mình, thì chúng ta hãy đi tương tác với người khác nữa, và đó là cái cách mà cái mối quan hệ chúng ta nó càng ngày nó càng phát triển, nó phát 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 triển, và chắc chắn cái thương hiệu của bạn càng ngày được nhiều người biết biết đến, và chắc chắn cái công việc kinh doanh của bạn nó phát triển. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ đến bạn, đây là đoạn video thứ bảy. Nếu các bạn chịu khó xem từ đoạn video số 1 cho đến đoạn video số 7 trên cái kênh YouTube, thì bản chất của 7 đoạn video này là mình nói về ba chiến lược chia sẻ nội dung, ba chiến lược chia sẻ nội dung. Bản chất của 7 đoạn video này gọi là gì? Ba chiến lược chia sẻ nội dung. Chiến lược thứ nhất là làm sao đó để chúng ta tạo ra một cái nội dung hay và chúng ta chia sẻ nó. Chiến lược thứ hai là chúng ta phải liên tục kiểm tra đo lường những cái gì chúng ta chia sẻ. Và cái chiến lược thứ ba
là chúng ta phải gì ạ? Phải tương tác liên tục, tương tác với nội dung của người khác. Và khi các bạn làm tốt ba cái chiến lược này thì chắc chắn rằng thương hiệu của bạn càng ngày càng lan tỏa, càng ngày có nhiều người yêu quý các bạn, và cái gì nữa, khách hàng của bạn càng ngày càng nhiều ra. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi đoạn video từ 1 đến 7 của mình, và chắc chắn mình sẽ chia sẻ liên tục những đoạn video tiếp theo. Các bạn hãy kết nối cái kênh YouTube của mình, kết nối cái kênh Facebook của mình, và mình sẽ chia sẻ liên tục mỗi ngày những cái kiến thức trong kinh doanh. Bye bye các bạn, chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Bye bye các bạn.